Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày tân dậu tháng quý mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ vai ngũ hành ngũ hành niêm mệnh thạch lưu mộc ngày tân dậu tức can chi tương đồng thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm thạch lưu mộc kỵ tuổi ất mão kỵ mão ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hải tuất phá tý và tuyệt dần phải tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý mão kỵ mão ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày của các sao tốt như sao thiên thành tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc sao ngũ hợp tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa xấu mọi việc sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao hoang vu xấu mọi việc sao thiên tặc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với việc xuất hành giá thú sao phi ma sát kỵ về giá thú nhập trạch sau trùng phục kỵ về giá thú an tán sau ngủ hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an tán sau đi sàng, kỵ về cưới hỏi sau âm thác kỵ về xuất hành cưới hỏi an tán và đặc biệt đó ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm nhâm dần ngày này là ngày tam nên tam nương sát sáu kỵ về khai tương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay là cất nhà vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Nam, tại thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bà tuổi Tý, xem tử vi tôi thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngô hành tứ hình sông, tí ngọa mạo dậu. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo có thể một người nào đó trong gia đình đang cạn bước của bạn khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với bà tuổi Tý, những rắc rối cũng có thể một phần xuất phát từ sự chủ quan của bạn nữa. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề liên quan tới tiền bạc. Thậm chí có người còn gom góp được một khoản tiền để tự thưởng cho bản thân mình hoặc là gia đình những món đồ đáng giá nữa. Mặt khác, với bà tuổi tí vẫn phải tiết kiệm và có kế hoạch trong việc chi tiêu để đảm bảo cho cuộc sống tương lai của mình tốt hơn ngũ hành tương sinh cũng sẽ mang tới cho bạn có được những sự chia sẻ bạn mệnh sẽ cảm thấy khá hơn rất chi là nhiều nếu như bạn giải bày những tâm tư tình cảm của mình với người mà mình yêu thương hiểu bạn và sẵn lòng chia sẻ với bạn nữa nhé vài câu quyết cho bạn Thủ tý trong ngày thứ tư này từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, chớ lo chuyện bao đồng, hãy tập trung vào việc của mình sẽ tốt hơn. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, người đang quản độc thân, có được cơ hội gặp được người ưng ý. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ sẽ luôn khỏe mạnh. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình có được sự hài hòa, êm ấm, có nơi để nương tựa. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, một việc khởi đầu được thuận lợi, xuân sẻ. Và đánh giá của bà tuổi thí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 95, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi. vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 9 tháng 3 năm 2022 Ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ cái điều này sẽ chia chở cho vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay đối với những bạn đang còn độc thân có được sự tự tin hơn trong việc tìm hiểu mối quan hệ mới bạn đã sẵn lòng cho đối phương một cơ hội để cả hai cùng tìm hiểu về nhau ngày này đối với những cặp vợ chồng cũng có được sự hạnh phúc hơn khi có được nhiều thời gian ở bên nhau nữa và với ba tuổi xỉu trong ngày này bất kể là bạn đang có cảm nhận như thế nào về một vấn đề gì đó thì cách tốt nhất trong ứng xử ngày hôm nay khi có tị kín chiếu mệnh đó là hãy luôn giữ được những cảm xúc riêng của mình bạn có thể đưa ra những ý kiến quan điểm tuy nhiên bạn nên chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự nhanh nhạy cùng với tài trí đã mang về những thành quả vô cùng là khả quan giúp cho bạn dễ dàng khẳng định được năng lực vị thế chỗ đứng vững vàng của bản thân mình nữa về câu quyết cho bà tuổi Sửu trong ngày thứ tư này từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tăng cường mối quan hệ xã giao giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai của bạn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy đôi lứa có thể tính tới chuyện về chung một nhà nữa rồi tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa gia đạo an in trên dưới thuận hòa nhờ biết lắng nghe chia sẻ tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ những suy nghĩ của bạn đang đi đúng hướng, đúng đường, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tránh việc quá đam mê, phải biết tin tưởng vào chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 79, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi thìn, tuổi Tuất Từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 9 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bà tuổi dần đang gặp được ngày có chính quan trợ lực. Cái điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy vô cùng tự tin trong các quyết định của mình ngày hôm nay. Và may mắn là với bà tuổi dần đi đúng hướng đạt được những kết quả đáng mừng. Đó là dấu hiệu tốt để cho bạn cảm thấy có thêm động lực hơn nữa trong tương lai của mình. Tuy nhiên trong ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho bạn có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối trong mối quan hệ về tình cảm. Nếu như bạn đang quản độc thân, dù được nhiều người săn đốn đi chăng nữa, bạn mệnh cũng không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó nhé. Bạn mệnh tuổi dần trong ngày này cũng cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình không nên quá tập trung vào một số vấn đề nào đó mà bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày hôm nay, bạn có thể mắc phải các bệnh về xương khớp, cơ mắt hoặc là bệnh về răng miệng nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa bắt đồng nảy sinh, bầu không khí tập thể thêm nặng nề tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nhanh chóng khẳng định được năng lực của bản thân tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có người tin tưởng bạn có được cơ hội để thể hiện bản thân mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn nên chăm sóc cho bản thân mình đúng cách về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022 với bà tuổi mạo trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu điều này làm cho bạn tuổi mạo đang có điểm báo có thể xảy ra sự tranh cãi vì vậy bạn nên nhớ rằng mọi người đều có một sự lựa chọn một ý kiến riêng tuy nhiên bạn đừng quên mọi sự lựa chọn của bạn thuộc về bạn hãy tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định trong ngày hôm nay nhé với bạn tuổi mạo trong ngày này hãy để những người bạn của bạn chia sẻ những quan điểm của họ ngày hôm nay. Nhưng đừng có để cho họ thay bạn đưa ra các quyết định quan trọng khi trong ngày đang có thiên quan chiếu mệnh sẽ dẫn bạn đi sai đường, lạc hướng. Bạn nên chủ động và bình tĩnh là chìa khóa giúp cho bạn khẳng định được bản thân mình trước mọi người nữa. Ngũ hành xung khắc làm cho bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay đang gặp ngày có đào hoa kiếm sát đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm được cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình thầm mến. Dù bạn đã rất cố gắng, nhưng sự chân thành của bạn vẫn chưa thể nào chạm tới trái tim của đối phương. Điều này khiến cho bạn thất vọng vô cùng nữa. Về câu quyết cho bạn thủy mạo trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa chớ lơ là, chủ quan, kéo lệ gây ra sai lầm đáng tiếc, tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, đừng tính toán gì quá nhiều, quá sâu xa, hãy linh hoạt hơn, tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, mối quan hệ gia đình không được máy hòa thuận, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, không nên tranh cãi với người mà không cùng hệ tư tưởng với mình. Và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu hồng, màu điên, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi xíu. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày MÙNG 9 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày hôm nay có thể lượng sức để hợp tác với người phù hợp với mình khi trong ngày đang có được lục hợp quý nhân nâng đỡ, có thể với bà tuổi thìn còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những người thân trong gia đình của mình nữa trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh điều này nhắc nhở bạn tuổi thìn cần phải lấy lại sự tự tin bạn cần phải nhớ rằng bản thân mình không phải là tấm thảm chủ chân để cho ai đó lợi dụng mình ngày hôm nay bạn hãy cho mọi người biết rõ quan điểm của mình để cho họ hiểu rằng bạn có những quy tắc cuối quy quyền riêng của mình và họ buộc phải tôn trọng điều đó ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này cho thấy đây là ngày mà bạn cần phải tinh tế hơn để cảm nhận mối quan hệ nào đó dường như thứ gì đó đang diễn ra như một tương tác thông thường nhưng thực tế chưa hẳn là như vậy vài câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa học cách lắng nghe và chia sẻ để có thêm sự thấu hiểu về nhau nhiều hơn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ vận may tìm đến tiền bạc đổ về túi ầm ầm tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mở lòng để cho đối phương và bản thân mình cơ hội để được yêu thương tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tránh sự cự cãi với những kẻ lắm lời vì bạn sẽ ở vào thế yếu từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên chú ý dưỡng sinh cho cơ thể, bồi bổ và nâng cao sức khỏe cho bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 84, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 9 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tỵ dậu xịu phù trợ. Đây là tín hiệu đèn xanh cho bạn tuổi tỵ khi đang thầm thương trộm nhớ một người khác giới nào đó. Với bạn tuổi tỵ bạn nên tự tin hơn khi tiếp cận với đối phương để cho họ thấy được sự chân thành của bạn những cặp đôi trong ngày này nên khuyến khích nhau thực hiện những việc tốt những điều tốt chớ nên có quan điểm sai lầm và cùng nhau phạm phải những lỗi lầm rồi vướng phải nhiều rắc rối nữa nhé và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này khiến cho bạn đang có được không gian riêng để sáng tạo. Bạn đừng có giấu mình trong phòng, bận rộn với công việc cả ngày. Đôi khi bạn cần phải đến khu vườn của mình và tự tay dọn dẹp của dại. Điều này có thể mang ý nghĩa trực tiếp hoặc là gián tiếp cho bạn. Bạn cần phải suy nghĩ về điều đó ngày hôm nay nhé. Và trong ngày thứ tư này với ba tuổi tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy bạn đang có sự cân nhắc cân đối giữa một bên là tình hình tài chính và một bên là nhu cầu cá nhân và hẳn nhìn với bà thủ tỷ bạn muốn những thứ mới mẻ nhưng hình thức đâu mang lại giá trị cho nên bạn cần phải cân nhắc lại điều này nhé về câu quyết cho bà tuổi tỵ trong ngày thứ tư này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đối với những người đang còn độc thân có được những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ tập trung vào công việc tránh để xảy ra sai sót tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc cần phải cẩn thận trong việc đầu tư đề phòng bị mất tiền, mất cả tình cảm. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim có điểm báo, có sự mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 99, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Từ với tuổi ngọ thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với ba tử ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn trợ giúp. Cái điều này sẽ giúp cho bạn nhận ra rằng một cánh cửa cơ hội nào đó sẽ mở ra cho bạn trong ngày hôm nay. Và bạn hãy đánh giá chúng và nắm lấy cơ hội thời cơ này đến với mình. Hẳn nhìn, mọi việc không phải lúc nào cũng giống như chúng thể hiện ở bên ngoài. Vì vậy, bạn cần phải có sự suy xét cho thật kỹ càng nữa nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tử ngọ, lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này làm cho bạn đang có điểm báo, cái chuyện tình cảm của bạn có chút trắc trở trong cái thời gian này, nếu như bạn càng hy vọng sẽ càng thất vọng, và tốt hơn hết là bạn hãy tận hưởng từng tín tình của nó. Còn đối với những cặp đôi vợ chồng trong ngày hôm nay rất dễ xảy ra sự tranh cãi, cãi cọ vì sự thiếu lắng nghe của mình nữa đó nhá và xem tử vi cho thấy trong ngày này đối với những gia đình của thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi với bà tử ngọ nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn mạnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn, cũng chỉ vì cái tôi quá cao. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, cân nhắc cho thật thật kỹ càng các vấn đề liên quan tới tiền bạc ngày hôm nay. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ trở nên xa cách, vì thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ từ vi tuổi canh ngọa thuộc mệnh thổ, không nên lơ là chủ quan với sức khỏe của bản thân mình. Từ vi tuổi nhâm ngọa thuộc mệnh mộc, đối với những người đang còn độc thân, chưa tìm được người để kết đôi. Và đánh giá của bà tuổi ngọa trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Từ với tuổi mùi thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy là rất có thể sẽ xảy ra sự tranh cãi với một người nào đó do tỷ kim chiếu mệnh gây ra và tưởng chừng như là rất quan trọng, hóa ra lại không nặng nề như bạn nghĩ nhé. Và nếu có thể với bà tuổi mùi, hãy bỏ qua cho họ và tập trung vào công việc, cuộc sống, các mối quan hệ, các vấn đề riêng của mình mà thôi. Bạn sẽ thấy như thế, bạn sẽ sử dụng được thời gian hiệu quả hơn rất chi là nhiều trong ngày hôm nay nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi mùi, đủ năng lực để chủ động, chỉ ở chỗ bạn muốn hay là không mà thôi. Đôi khi, chính bạn mới là người có thể thay đổi được cuộc sống của bản thân mình, chứ không phải là ai khác cả. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm nhâm dần, ngày này thiêu hại thượng làn ông nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy với ba tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm trích ở các vị trí này nhé. Vài câu quyết cho ba tuổi mùi trong ngày thứ tư này. Từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước bạn sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tiền bạc bị thất thoát là vì ra bạn quyết định sai lầm tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ các chuyện tình cảm lứa đôi có được sự khởi sắc tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tỉnh táo và cẩn trọng trong từng hành động của mình và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 28 số 88 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi giàu tử vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 9 tháng 3 năm 2022 ngày thứ tư này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy là bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội xuất hiện điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có được những người xung quanh giúp đỡ cho bạn thoát khỏi được một số rắc rối không đáng có vì vậy bạn cảm thấy mình rất may mắn và bạn đừng quên nói lời biết ơn tới những người giúp đỡ cho mình nữa nhé với bạn tuổi thân trong ngày này, dù bạn làm tốt thì vẫn có người phủ định công sức của bạn. Có đôi khi bạn không thể nào tránh khỏi được những cặp mắt chú ý trong ngày hôm nay bởi bạn đang chịu tác động của thương quan chiếu mệnh. Thế nên tốt nhất là bạn hãy tận hưởng sự quan tâm, chú ý ấy thay vì cáo kỉnh. Khi bạn là chính mình thì chẳng có gì để phải lo lắng hay là phải phàn nàn điều gì cả nhé. Trong ngày này, bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này làm cho bạn cũng đừng có mãi mê vì công việc mà quên mất đi việc chăm sóc cho bản thân mình. Bạn cần phải đề phòng các bệnh liên quan tới đường hô hấp, bệnh về phổi, bệnh về viêm họng, viêm phế quản hay là các bệnh liên quan tới xương khớp trong ngày hôm nay nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nhanh tay nắm lấy cơ hội phát tài đang tới với mình. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, nên chú ý tới chế độ ăn uống, sinh hoạt của bản thân. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, tiền bạc được gia tăng nhờ có được sự khôn ngoan về tài chính. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, tình cảm gia đình khóa hòa hợp mâu thuẫn xảy ra từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân mình và đánh giá của bạn thử thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 83, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân. Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022 ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện điều này làm cho bạn tuổi Dậu đang đi đúng hướng đúng đường so với những kế hoạch mà bản thân bạn đã đề ra không như thế đồng nghiệp cũng rất tin tưởng vào những cách thức của bạn đang thực hiện nữa nhé và ngày này với ba tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần, chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang lại cho bạn có được những tín hiệu đáng mừng. Có thể sự đồng thuận sẽ giúp cho một sự lựa chọn khó khăn nào đó trở nên dễ dàng hơn cho bạn. Vì thế, đây là ngày mà với bà tuổi dậu nên hội ý kiến của bạn bè của mình, họ sẽ sẵn sàng đưa ra những lời khuyên giá trị cho bạn nữa nhé trong ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim khí vượng điều này sẽ ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của bạn vốn đang không được tốt trong khoảng thời gian này do đó trong ngày hôm nay bạn nên cố gắng sắp xếp công việc để được xong sớm và về nhà được nghỉ ngơi nếu như bị ốm bệnh thì nhớ là nên uống thuốc đầy đủ chớ có chủ quan với sức khỏe của mình bạn tuổi dậu nhé Về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, tình hình tài chính được ổn định và có chiều hướng tăng tín tích tích cực. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không nên tác động lên vị trí nhân thần trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, tiền bạc được rủng rỉnh, không lo túng thiếu, có nhiều lộc hơn. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, nắm bắt và tận dụng các mối quan hệ xã giao để thúc đẩy sự nghiệp của mình được nhanh hơn. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cần phải lưu tâm tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tử giàu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 79, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt Thứ tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bản tử tốt, xem tử vi cho thấy bản tử tốt đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, dậu tuất tương hại. Điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Một số kế hoạch nào đó của bạn đã lên từ trước, nhưng bạn đừng có chủ quan vì tình huống thực tế đã khác xa so với những dự tính của bạn. Nếu như bạn xem xét kỹ, sẽ có một số bất cập xảy ra do bạn tự tin thái quá nữa rồi đấy nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này nhắc nhở bạn cần phải tách biệt cảm xúc và lý trí. Nếu như bạn muốn đưa ra một quyết định giá trị nào đó trong ngày hôm nay và bạn cứ để cho cảm xúc can dự vào những việc như vậy thì bạn không thể nào có được kết quả tốt đẹp sau một ngày làm việc được đâu đó nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này sẽ hậu thuận cho bản mệnh, cả về phương diện tình cảm, lẫn sức khỏe. Người mới ốm dậy, lúc này rất nhanh hồi phục, ăn uống nguồn miệng hơn. Những cặp đôi sẽ dễ dàng hóa giải được những mâu thuẫn căng thẳng xảy ra trước đó nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, nỗ lực hết mình sẽ được đền đáp xứng đáng. tử vi tuổi bính Tuất thuộc mệnh thổ đối với những người đang quản độc thân có được cơ hội gặp được người ưng ý từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc sức khỏe có thể là một trong những mối lo trong thời gian này của bạn từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tài lộc vượng phát tăng tín đáng ghen tị từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tình cảm lứa đôi được hài hòa êm ấm và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 34 số 57 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Dần tuổi Mùi Từ với tuổi hội thứ tư ngày mùng 9 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bà tuổi hỏi, xem tử vi cho thấy là bạn đang gặp được ngày có chính quan tương trợ, cho nên quân đường trước mắt của bạn đang đi dường như đã thực sự thoải mái, dễ chịu. Vậy thì bạn hãy dẫn bước mà thôi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên chủ quan, vẫn có những chứng ngại vật âm thầm chặn lối bạn. Bạn cần phải tỉnh táo để nhận diện ra chúng nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này tôi thấy, việc đúng hẹn giúp cho bạn tuổi hợi đang được tin tưởng, nhất là trong chuyện tình cảm, hai người đang cảm thấy hoàn toàn có thể nương tựa vào nhau nữa rồi. Xem tử vi cũng cho thấy, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này, theo khổng minh là ngày thiên hầu, xấu, không nên thực hiện những công việc trọng đại, cũng không nên xuất hành đi xa điểm báo mọi chuyện không được tốt cho lắm có nhiều người mắt của không tìm lại được cầu tài không có lợi hay bị trái ý nghịch lòng đi xa yên ngại gặp nguy hiểm chuyện thư kiện cũng thất lý tranh chấp có sự thua thiệt vậy câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đề phòng kẻ tiểu nhân bảy mưu hàm hại từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ sức khỏe được cải thiện đáng kể từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc bình tĩnh để xử lý vấn đề từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nguy hiểm rình rập cần phải hết sức thận trọng từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy các cặp đôi tận hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 82, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.